Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Công bố đề án huyện nông thôn mới đơn dương kiểu mẫu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng nông nghiệp thông minh giai đoạn 2019-2025. Rộn ràng đêm hội bản sắc Nam Tây Nguyên. Liên kết hợp tác xã doanh nghiệp còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Lâm Đồng tích cực phòng chống bệnh sởi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay 26 tháng 4, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và thành phố Đà Lạt đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa, thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc xương máu anh dũng hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Trước anh linh của các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nguyện hứa sẽ giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy trí tuệ, ra sức học tập rèn luyện, từng bước xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện. Tiếp sau lễ dân hoa và thắp hương tại đài tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ với lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc cha anh đi trước đã cống hiến hy sinh tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam do ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn làm trưởng đoàn, về hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư và xử lý các vướng mắc của các đơn vị thành viên tại Công ty Nhôm Lâm Đồng và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng và dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 5. Trong đó, nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 với quy mô công suất 150 W có tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng. Hiện dự án đã đi vào sản xuất. Riêng năm 2018, sản lượng điện của nhà máy đạt 738 triệu kWh, doanh thu 794 tỷ đồng, lợi nhuận 183 tỷ đồng. Về đầu tư, nhà máy đang tiếp tục triển khai dự án điện năng lượng mặt trời trên hồ thủy điện Đồng Nai 5 với công suất 15 MW. Sản lượng điện trung bình đạt 22,1 triệu kWh. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, diện tích mặt nước sử dụng 16,5 ha, trong đó 15 ha mặt nước và 1,5 ha đất. Đối với dự án nhà máy alumin Lâm Đồng, sau 5 năm vận hành đến hết năm 2018 đã sản xuất hơn 3 triệu tấn alumin quy đổi, tiêu thụ trên 2,9 triệu tấn, doanh thu đạt 21.791 tỷ đồng. Năm 2017 thu lãi 379 tỷ, năm 2018 là 1.708 tỷ đồng. Cùng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong quá trình hoạt động dự án đã đảm bảo môi trường, đầu tư hạ tầng an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động địa phương trong vùng. Về phương án đầu tư trong thời gian tới, dự án tiếp tục đầu tư thiết bị, mở rộng quy mô dự án, nâng công suất sản xuất, tăng sản lượng sản phẩm. Để thực hiện tốt mục tiêu của dự án, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản kiến nghị với tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển trong khai thác, mở rộng, nâng công suất nhà máy, giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ngành của tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã trao đổi, đóng góp nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của dự án, cũng như giải pháp phối hợp thúc đẩy dự án thời gian tới, đầu tư và sản xuất hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án nhà máy alumin Lâm Đồng và nhà máy thủy điện Đồng Nai 5. Không chỉ thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đóng góp thu ngân sách địa phương, đặc biệt quá trình sản xuất, dự án đã hoạt động ổn định, đảm bảo môi trường, giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Việc mở rộng quy mô và hoạt động sản xuất nhà máy alumin và xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời trên Hồ Thủy điện Đồng Nai 5 sẽ góp phần rất lớn trong biểu đồ cơ cấu kinh tế, nhất là phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Trên cơ sở trao đổi, đề xuất tại buổi làm việc, ông Đoàn Văn Việt đề nghị các ngành liên quan của tỉnh đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị thành viên của tập đoàn, tiến hành kiểm tra rà soát cụ thể, qua đó có giải pháp để các dự án của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong thời gian tới hoạt động hiệu quả hơn. Chuyển sang thông tin khác. Chiều hôm qua 25 tháng 4, huyện Đơn Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019 và công bố đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025. Tham dự có ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành địa phương trong tỉnh. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đơn Dương đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn. Trong đó chú trọng xây dựng hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp. Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại Đơn Dương trong 10 năm là hơn 15.850 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 897 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 14.860 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hợp tác xã hơn 35 tỷ 800 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp 58 tỷ 207 triệu đồng. Bằng sự hỗ trợ của các cấp các ngành và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Đơn Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2015. Đến nay, Đơn Dương có 8 trên 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình đạt 19 tiêu chí một xã. 100% các xã hoàn thành quy hoạch chung. Huyện đã hoàn thiện đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025. 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. 100% số xã đạt chỉ tiêu hệ thống điện đạt chuẩn. Có 40% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một người một năm, tăng 51,6 triệu đồng so với năm 2010. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân. Và Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương đã trao tặng 11 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cùng cả nước Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới. Cũng tại hội nghị lần này, thay mặt Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đã công bố quyết định phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025 với mục tiêu phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định trong nước và hướng đến xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Tổng nguồn vốn thực hiện đề án này dự kiến khoảng gần 7.600 tỷ đồng với các tiêu chí đánh giá bao gồm quy mô sản xuất, kết cấu hạ tầng, tổ chức liên kết, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh và hiệu quả bền vững. Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những kết quả mà huyện Đơn Dương đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng về chặng đường phía trước mà Đơn Dương đang cùng 4 huyện trong cả nước thực hiện thí điểm đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, của chính quyền địa phương, chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng với vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt đó là nhận thức đầy đủ về nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến thông minh, hướng đến nông nghiệp hữu cơ.
tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Tiếp tục phát huy thế mạnh của huyện về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý, trong sản xuất, trong chế biến, trong truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của chúng ta. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong sản xuất, trong xây dựng khu dân cư, xây dựng nhà ở, tạo cảnh quan không gian nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Mỗi xã tập trung xây dựng ít nhất là một tuyến đường kiểu mẫu, một khu dân cư kiểu mẫu, một vườn mẫu để nhân rộng ra toàn xã. Các sở ngành có liên quan cần quan tâm hỗ trợ để tiếp tục xây dựng phát triển xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng thông tin, khoa học công nghệ và hạ tầng giao thông. Ủy ban dân huyện Đơn Dương đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời phát động phong trào thi đua và ký cam kết với các xã thị trấn nhằm thực hiện thành công đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Rộn ràng đêm hội bản sắc Nam Tây Nguyên. Đà Lạt sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan vui chơi giải trí là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tối hôm qua tại thành phố Bảo Lộc, Ngày hội Văn hóa Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 đã được khai mạc với sự tham gia của hơn 400 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 12 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số bản địa Mạ, Cờ Hò, Chu Ru sinh sống, đại diện của 12 huyện thành phố trong toàn tỉnh. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành chính quyền địa phương đã tham dự chung vui ngày hội cùng các nghệ nhân. Ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 diễn ra trong 2 ngày là sự kiện văn hóa thể thao tiêu biểu được tổ chức định kỳ hàng năm. Là dịp để đồng bào các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hội tụ giao lưu văn hóa thể thao, tăng cường tình đoàn kết, thống nhất trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Tại đêm hội bản sắc Nam Tây Nguyên, đại biểu và người dân đã được chiêm ngưỡng 12 tiết mục của các nghệ nhân dân tộc thiểu số và diễu hành đám rước vật thiên diện tấu cồng chiêng múa xoan. Với một mong muốn là đây là một cái ngày hội đại đoàn kết của tất cả các dân tộc và đặc biệt là các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Và thông qua ngày hội này thì cũng là dịp để cho các nghệ nhân và đồng bào chúng ta giao lưu và tổ chức các cái hoạt động văn hóa, đặc biệt là cái công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc và cái không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn. Cũng trong đêm hội, ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 9 nghệ nhân dân tộc thiểu số thuộc địa bàn tỉnh. Họ là những người có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở đội hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian và tập quán xã hội tín ngưỡng. Tôi rất là hãnh diện và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm cho dân tộc Mạ, Cờ Hò, rồi Chu Ru trong tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay thứ nhất là tôi rất mừng về vấn đề coi như là tôi được coi như là gặp gỡ các nghệ nhân huyện bản là toàn tỉnh nói chung và nơi đây là huyện Đâm Rồng. Cái thứ hai nữa là tôi cũng là rất là vinh dự là vì tôi coi như là trước đây cũng là nghệ nhân của huyện Đâm Rồng mà sau này coi như là tôi đã được nhận coi như là nghệ nhân ưu tú của tỉnh. Thế thì tôi rất mừng lắm, coi như là không biết nói sao nữa. Tôi mong muốn coi như là bên ủy ban tỉnh có sự quan tâm hơn coi như là về kinh phí coi như là dạy coi như là về cổng chiêng cho lớp sau để coi như là sau này coi như là không mất mắt không mai một coi như đấy. Sự phát triển là mãi mãi coi như là sẽ phát triển mạnh. Ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 góp phần quan trọng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dân gian, thể dục thể thao ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của các dân tộc, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định, bảo vệ và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng, đồng thời
đúc kết phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, được dự báo lượng khách sẽ đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt khá đông. Nắm bắt được điều này nên ngay từ trước dịp nghỉ lễ, nhiều đơn vị điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân và du khách tham quan, vui chơi, giải trí, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 26 tháng 4, ngày làm việc cuối trước khi bước vào dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, tại nhiều điểm khu du lịch ở thành phố Đà Lạt đã hoàn tất việc chỉnh trang dọn dẹp để phục vụ nhu cầu tham quan thưởng lãm của người dân và du khách trong dịp lễ. Tại ban quản lý khu du lịch Hồ Than Thở, đơn vị cho biết trước đó đã huy động cán bộ nhân viên triển khai vệ sinh, chỉnh trang các tiểu cảnh về hoa và một số hạng mục xây dựng mới như nhà rông, khuôn viên khu vui chơi giải trí. Cũng theo đại diện khu du lịch Hồ Than Thở, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã đầu tư trên 5 tỷ đồng để chỉnh trang các hạng mục tiểu cảnh hoa, điểm vui chơi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng lãm của du khách. Công ty cũng đã tạo bằng những cái cảnh bằng thiên nhiên và tự nhiên, và các cái cây cảnh và hoa và các cái đồ bằng gỗ, bằng tre, nứa, đó để phục vụ vào 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và công ty thì cũng đã có chuẩn bị là về mặt an ninh, và chuẩn bị về dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để cho vệ sinh thật tốt, với lại tăng cường thêm các nhân viên phục vụ để phục vụ cho khách được chu đáo hơn. Phương châm hoạt động của chúng tôi làm sao là những cái khung cảnh tự nhiên và thiên nhiên đó, du khách đến bởi vì nó có những cái ấn tượng để lâu dài và để sau này người ta đi và người ta còn giới thiệu khách cho mình chứ không phải là chỉ đi mỗi ngày hôm nay. Cũng như khu du lịch Hồ Than Thở, cùng với việc chỉnh trang các tiểu cảnh hoa, không gian hoa đặc trưng, khu du lịch Đa Tăng La Đà Lạt đã thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe trượt mới. Đây là hệ thống xe trượt dài nhất châu Á hiện nay, sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn. Mỗi năm thì cứ tới dịp thì khu du lịch cũng đã chỉnh trang những cái cảnh quan, phong cảnh là về trong cái khu tham quan. Về các cái dịch vụ thì cũng đã bảo trì, bảo dưỡng tất cả những cái hệ thống xe trượt cũng như hệ thống cáp treo phục vụ khách tốt nhất trong cái mùa cao điểm. Những cái gì mà cần để phục vụ khách tốt nhất thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Thống kê hiện nay, toàn thành phố Đà Lạt có gần 40 khu điểm tham quan du lịch, trong đó có 22 điểm tham quan miễn phí và hàng chục điểm du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm khác. Bên cạnh việc lưu giữ những nét đẹp hoang sơ vốn có, để chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, nhiều điểm khu du lịch đã có sự đầu tư mới là về loại hình dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch độc đáo mang tính trải nghiệm, khám phá, phục vụ nhu cầu của du khách, tạo nên những điểm nhấn độc đáo riêng cho từng điểm khu du lịch của Đà Lạt. Tôi thì năm nào tôi đi du lịch, và ít nhất thì tôi cũng đến Đà Lạt năm nào thế. Đây là một cái cảnh quan mà đi vào trong này ở miền Nam là phải đến Đà Lạt. Đấy là một cái điểm du lịch mà bất cứ một người nào, không những Hà Nội mà cả miền Bắc, người ta vào đây người ta đi đều đến đây cả. Hiện nay ở hầu hết các địa phương trong cả nước đang xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Vì vậy, dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách sẽ đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng dự báo sẽ tăng mạnh. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các điểm khu du lịch, đặc biệt đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Đà Lạt sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong dịp nghỉ lễ. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt thông báo cấm đường thời gian lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông trong thời gian nghỉ lễ và phục vụ cuộc đua xe đạp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt thống nhất đề xuất của Công an thành phố Đà Lạt về việc cấm xe tải trọng từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên một số tuyến đường nhằm giảm ùn tắc giao thông trong thời gian nghỉ lễ, cụ thể như sau. Thời gian cấm, tuyến đường cấm gồm từ 6 giờ đến 21 giờ các ngày từ 27 tháng 4 đến 30 tháng 4 2019, cấm xe tải trọng từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, đoạn đường từ vòng xuyến Kim Cúc đến khách sạn Palace, Hà Huy Tập, Trần Phú, 3 tháng 2, Nguyễn Văn Cừ, Bà Triệu, Phạm Hữu Lão, Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Trỗi. Từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2019, cấm thêm các xe tải trọng từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên các tuyến đường
Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Ánh, Giặc Xanh, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hoàng Diệu, Trần Lê, Lê Hồng Phong để phục vụ chặng 14 cuộc đua xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2019 quanh Hồ Xuân Hương. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước, liên kết hợp tác xã doanh nghiệp còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây tại Khánh Hòa, liên kết giữa hợp tác xã doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ nông sản bước đầu đã được hình thành tại một số đơn vị. Tuy nhiên, để duy trì liên kết này, áp lực đối với các hợp tác xã là không nhỏ, nhất là vấn đề về vốn. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng chia sẻ sự thiếu hợp lý trong quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia. Để thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp, cần phải có những cơ chế hỗ trợ đặc thù phù hợp với thực tế nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện tại cho hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp. Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Lộc, huyện Diên Khánh đã thực hiện liên kết sản xuất lúa giống với doanh nghiệp tư nhân từ năm 2015, diện tích dao động khoảng 150 hectare một vụ. Theo thống kê, hơn 4 năm qua, hợp tác xã và doanh nghiệp đã bao tiêu cho thành viên nông dân hơn 3.000 tấn lúa giống. Lợi nhuận thu về so với cách thức sản xuất tiêu thụ truyền thống chỉ cao hơn 15%. Nhưng quan trọng, nông dân không còn lo ngại về đầu ra của hạt gạo. Chúng tôi phối hợp với các sở như Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát sửa đổi các cái cơ chế chính sách đã ban hành, vận động các cái doanh nghiệp lớn làm đầu tàu tham gia cái liên kết cùng với hợp tác xã tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất. Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ hợp tác xã thực hiện cái việc liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ. Nông dân, hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp là điều mà các bộ ngành địa phương đang hướng đến. Bởi như vậy, sẽ tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng chủ lực. Mới đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 98 tập trung hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng chuỗi giá trị liên kết với doanh nghiệp. Trong đó sẽ hỗ trợ nguồn vốn tối đa 30% đề án liên kết nhằm giúp các đơn vị đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất, từ đó khuyến khích các hợp tác xã mạnh dạn chủ động tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp để liên kết. Nhà đầu tư BOT, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam yêu cầu các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé, mở cửa trạm để giải quyết ùn tắc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông phân luồng hợp lý để phương tiện lưu thông an toàn thông suốt, giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, đặc biệt trên các cửa ngõ vào đô thị lớn, các tuyến đường huyết mạch trọng điểm, đầu mối giao thông như cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, các bến xe lớn như miền Đông, Mỹ Đình. Nhà đầu tư BOT VEC yêu cầu các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé, tăng số cửa thu soát vé, mở cửa trạm để giải quyết ùn tắc hoặc phân luồng khi cần thiết điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc. Lâm Đồng tích cực phòng chống bệnh sởi là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm xảy ra quanh năm. Bệnh lây qua đường hô hấp, mức độ bệnh sởi gây ra là rất nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy mà công tác phòng chống bệnh là hết sức cần thiết, bởi hiện nay vẫn đang là thời điểm bệnh sởi gia tăng, diễn biến phức tạp. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện các trường hợp mắc bệnh sởi. Trong đó, năm 2018, toàn tỉnh có 49 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó chỉ có một trường hợp dương tính với sởi. Riêng trong những tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh ghi nhận 31 trường hợp sốt ban nghi sởi, phát hiện 10 trường hợp sởi dương tính ở các địa phương như Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Đà Tẻ và Bảo Lâm. Các trường hợp nêu trên đã được các địa phương điều trị kịp thời. Để khống chế được bệnh và hạn chế số trường hợp mắc do sởi, trong thời gian qua, ngành y tế Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp và tích cực chủ động phòng chống bệnh. Cụ thể, ngành đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác khám, phân loại, điều trị bệnh sởi, cử cán bộ y tế theo dõi các trường hợp sốt phát ban nghi sởi hàng ngày để thực hiện điều tra,
xác định ca bệnh, ổ dịch và các biện pháp xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời triển khai đồng bộ công tác tiêm chủng vaccine và giám sát phòng chống bệnh sởi. Theo thống kê, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc tiêm vaccine sởi cho trẻ 9 tháng tuổi, mũi 1 có gần 4.700 trẻ. Tiêm nhắc lại cho trẻ 18 tháng tuổi, mũi 2 là gần 5.400 trẻ. Trong đó đã thực hiện tiêm chủng cho tất cả các trẻ, có hay không có hộ khẩu. Vì vậy mà không có dịch sởi xảy ra. Song song đó thì công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về cách phòng bệnh sởi cho con em mình cũng được thực hiện thường xuyên, nên hầu hết người dân đã nâng cao được nhận thức phòng bệnh, chủ động mang con em mình đi tiêm chủng theo đúng lịch quy định của Bộ Y tế. Bệnh sởi nó có nhiều tác hại lắm, nên bây giờ phải xin con ra là bây giờ có cái dịch vụ nào là mình phải đi tiêm cho bé hết đầy đủ. Em hai đứa đều tiêm đầy đủ hết rồi. Thì trước cái tình hình diễn biến này thì ngành y tế cũng đã tập trung và chỉ đạo các đơn vị, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe và các cái đơn vị trong huyện phối hợp với lại ngành giáo dục, là thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền. Cái tuyên truyền là chúng tôi tập trung vào cái tuyên truyền là chính. Và bên cạnh đó thì phối hợp với lại các bên ngành giáo dục chỉ đạo các trường học và tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh các cái biện pháp phòng chống. Và cái bên y tế thì sẽ sẵn sàng các cái phương tiện cũng như là thuốc men và mọi thứ để khi phát hiện là chúng tôi sẽ kịp thời cách ly và điều trị để ngăn chặn không để xảy ra cái dịch bệnh. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây nên. Bệnh xuất hiện quanh năm với tốc độ lây nhiễm rất cao từ người sang người, chủ yếu qua đường hô hấp. Khi bệnh nặng, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh sởi là một bệnh có thể nói là lành tính. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì cũng có thể gây những cái biến chứng nguy hại cho tính mạng và gây hại cho sức khỏe cũng như tính mạng của trẻ. Những biến chứng có thể gặp bệnh sởi, thứ nhất là biến chứng về thần kinh. Thì người sởi có thể gây ra biến chứng viêm não, viêm màng não, viêm tủy. Biến chứng về hô hấp thì phổi có thể gây ra viêm phế quản rồi viêm phổi và đe dọa đến cái sức khỏe tính mạng của trẻ. Về tiêu hóa thì bệnh sởi có thể gây viêm loét miệng rồi gây tiêu chảy dẫn đến nguy hại cho sức khỏe. Rồi về tai mũi họng thì bệnh sởi có thể gây những cái biến chứng nguy hại cho mũi họng, đặc biệt là viêm tai xương trũng. Để phòng bệnh cho con em mình, các bậc phụ huynh cần tuân thủ và áp dụng các biện pháp phòng chống sởi như vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần phải hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người có triệu chứng đường hô hấp hoặc sốt phát ban. Nếu phát hiện trẻ có các triệu chứng sốt hoặc phát ban, phải đưa trẻ đi khám bệnh tại các cơ sở y tế để khám điều trị. Khi có các biểu hiện mắc sởi thì phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn xử lý kịp thời và điều trị thích hợp, phòng lây nhiễm ra cộng đồng. Cách phòng bệnh sởi có hiệu quả nhất là tiêm phòng cho trẻ đầy đủ. Đối với trẻ từ 9 đến 12 tháng tuổi thì tiến hành tiêm mũi 1 và mũi 2 là khi trẻ 18 tháng tuổi. Hiện nay vẫn đang là thời điểm bệnh sởi gia tăng, diễn biến phức tạp. Do vậy, để phòng tránh bệnh một cách hiệu quả thì cần sự vào cuộc của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, người dân vẫn cần nâng cao hiểu biết và có nhận thức về mức độ nguy hiểm của bệnh sởi để đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ nhằm phòng bệnh và tạo miễn dịch bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.